Xin kính chào quý bà con, quý cô anh chị các bạn đang nghe xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáu ngày 12 tháng 5 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua trận giá Thanh Long Vượt Đỏ, Thanh Long Vượt Trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá Thanh Long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm một clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý anh chị nào có xem kênh, có quan tâm đến giá Thanh Long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì hình giá Thanh Long Vượt Đỏ, Thanh Long Vượt Trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá đang có chiều hướng là đang tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao nha quý bà con. Giá Thanh Long trong một vài ngày trở lại đây thì giá đang tăng cao ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận. Đây thực sự là một tín hiệu rất là vui cho những bà con nông dân mình đang còn Thanh Long. Thanh Long Vượt Đỏ ở khu vực miền Tây thì lượng 1 đang nằm trong lòng từ 42 đến 43 ngàn. Loại 2 thì đang nằm trong lòng từ 38 đến 39 ngàn. Loại 3 thì đang nằm trong lòng từ 32 ngàn. Còn loại 4 thì đang nằm trong lòng từ 25 đến 26 ngàn. Hàng giạt thì đang nằm trong lòng từ 8 đến 9 ngàn. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2 ngàn. Tùy theo từng nơi. Đây là tình hình giá Thanh Long Vượt Đỏ ở khu vực miền Tây. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái. Tiếp theo là tình hình giá Thanh Long Vượt Trắng. Giá Thanh Long Vượt Trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang nằm trong từ 16.000 đến 18.000, hàng sàn thì đang nằm trong từ 13 đến 15.000, còn hàng giạt thì đang nằm trong từ 6.000. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Tiếp theo là tình hình giá Thanh Long Vượt Trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh Long Vượt Trắng ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang nằm giá đồng từ bò đẹp đang nằm trong lòng từ 13.000, 14.000, 15.000. Quả sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Hàng VIP hiện nay thì đang cũng giá đồng từ 16.000, hàng giạt thì đang nóng giá đồng từ 5 đến 6.000. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá Thanh Long Vượt Đỏ ở khu vực Bình Thuận. Hôm nay thì giá tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao. Thanh Long Vượt Đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang nóng giá đồng từ 39 đến 40. Loại 2 thì đang nóng giá đồng từ 34 đến 35.000, loại 3 thì đang nóng giá đồng từ 29 đến 30. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc quý bà con, quý cô bác, anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý con nông dân mình thì sẽ luôn luôn gặt hái được những vụ mùa thật là bội thu.